Hello, xin chào tất cả mọi người. Một số các bạn hỏi Linh là cái màu này mình vẽ nó có bị vô nước không, nó có bền hay không, thì ngày hôm nay mình sẽ test thử xem cái độ bền của cái lớp body pen này nó bền tới như thế nào nha. Đây là cái bàn tay đúng không? Nè. You see? Khô. Cái này là Linh dính hồi nãy tới giờ rồi nha, không phải mới dính nha. Nè. Bàn này sạch hơn nè, tại nãy giờ dễ dính quá. Nói đồng ngay bàn này nó cũng dính màu đây nè. Bạn thấy nó khô ráo hoàn toàn nha, đã lắm. Như thế này nè, thì dù mẫu có diễn vài tiếng đồng hồ có nóng cỡ nào thì nó cũng không có bị hư đâu đây nè. Hoàn toàn khô ráo nha bà con cô bác. Còn có vô nước hay không thì đây. Còn nó hơi dơ tí xíu. Nó cũng không có chảy nữa mọi người ơi. Không có chảy ra được đâu. Nè, take a look. Nó cũng hoàn toàn không có chảy đâu. Siêu bền. Thôi, bây giờ mình tẩy trang nha. Nãy giờ làm nãy giờ mệt quá. Mình vẽ cái bức này từ hồi 10 giờ sáng tới bây giờ là 5 giờ chiều rồi đó mọi người. What the fuck? Cái con chim này để mình đậu cho tay là mình xài cái dây rút cho mọi người. Không, vô cắt cái phạt. Máu lưu thông. Cất lên. Lột ra mình để dành lại. Đấy. Đấy. Xa. Nó ra nguyên miếng. Nó ra nguyên miếng màu luôn nè mọi người. Ok. Gỡ tập giả ra cái. Cái nước hồi nãy Linh đổ lên nè, giờ mình thoa nó cũng đâu có lem đâu nè mọi người. Nó cũng đâu có lem đâu. Bây giờ Linh sẽ tẩy cái mặt của Linh trước. Quăng. Linh tẩy chàng cái mặt của Linh trước. Tẩy đi hai cái màu mắt khác mọi này coi. Sạch sẽ đi. Bây giờ mình đi tắm luôn nha các bạn. Thử mình tát nước lên vô nha. Nè. Nè. Nó vẫn còn. Nè. Các bạn thấy không? Để mình lấy nét cho các bạn xem nha. Ok. Take a look. Đó. Các bạn thấy không? Rất bền. Nó vẫn không có ra luôn á. Đây nè, chà mạnh thì nó ra nha. Nhưng mà nếu mà mình thói nước lên thì nó vẫn rất bền. Đó lại tiếp. Ta-da. Còn nếu mà các bạn khi mà Linh vẽ xong các bạn muốn tẩy trang thế nào thì dễ lắm. Mình cà cà vậy nè là mình lọt nó ra nguyên lớp luôn đó, rất là đơn giản. Thôi mình đi gội đầu luôn nha mọi người.